Chào mọi người ha, lại là mình đây. Rồi, thì mình tiếp tục với buổi 2 của Đến Rồi Rạc. Đầu tiên, phần kỳ vọng và phương sai. Rồi, phần kỳ vọng ký hiệu là E mở ngoặc X. Nó sẽ bằng cho mi X và bằng tổng của biến cố x biến cố nhân cho xác suất của cái biến cố đó. Rồi, phương sai ký hiệu Vx thì nó bằng độ lệch chuẩn bình phương. Rồi, bằng Ex bình trừ cho kỳ vọng bình phương. Độ lệch chuẩn ha. Thì bằng căn bậc 2 của phương sai. Rồi, mình sẽ để tính chất của kỳ vọng và phương sai để mọi người so sánh ha. Thì ở đây mọi người nhớ cho mình, đầu tiên là công thức của kỳ vọng, công thức của phương sai, rồi độ lệch chuẩn thì cứ căn bậc 2 thôi ha. Và kỳ mọi người ghi nhớ cho mình những cái tính chất luôn. Tại vì hay bị nhầm lẫn giữa kỳ vọng và phương sai á. Rồi, đầu tiên mình sẽ so sánh tính chất đầu tiên. Đối với kỳ vọng thì E của một hằng số, kỳ vọng của một hằng số thì sẽ bằng với chính cái hằng số đó ha. Còn đối với phương sai thì bất kỳ hằng số nào thì kết quả của nó cũng bằng 0. Rồi, tính chất thứ hai thì kỳ vọng của hằng số, tổng của hằng số cùng với x thì sẽ tách ra là EC cộng với EX, mà EC ở trên này bằng C rồi ha. Rồi, C cộng với EX vậy thôi. Đối với phương sai V tổng của hằng số cộng với X thì mình cũng tách ra là VC cộng với VX, VC bằng 0 ha, thì còn VX. Rồi, E bằng X của C nhân X thì tách ra luôn ha, tách ra thành EC nhân với EX, EC bằng C, rồi C nhân EX. Đối với phương sai, rồi V bằng tích của C nhân X thì quên tự nhiên tắt mất. Rồi, thì nó sẽ bằng C bình nhân với VX ha. Hơi đặc biệt một tí. Rồi, kỳ vọng của tổng hoặc là hiệu x chữ y thì sẽ tách ra, thì nó chỉ áp dụng cho biến độc lập thôi ha. Rồi, v phương sai cũng vậy luôn. Rồi, mình sẽ đi vào ví dụ luôn ha. Mọi người còn nhớ cái bảng này không ta? Cái bảng này mình xài cho ví dụ của hàm phân phối xác suất và hàm tích lũy ở buổi trước. Rồi, hôm nay mình sẽ sử dụng lại cái bảng này cho mọi người quen ha. Rồi, công thức của kỳ vọng, công thức của phương sai. Rồi, đầu tiên, tổng của x nhân với px. Rồi, dễ thôi ha. Lấy 0 nhân 5 phần 21 cộng cho 1. Nhân 15 phần 28 cộng cho 2 nhân 3 phần 14 cộng cho 3 nhân 1 phần 81. Rồi ha. Rồi, đến với phương sai thì nó có phức tạp hơn một chút ở chỗ E mở ngoặc x bình trừ E trừ cho kỳ vọng bình phương lên. Rồi, thì đối với E bình thì mọi người làm tương tự như trên này. Tuy nhiên, đối với x thì phải bình phương lên như vậy ha. Rồi, ví dụ như sau. Không bình không tính ha. 1 bình nhân 15 phần 28, 2 bình nhân 3 phần 14 và 3 bình nhân 1 phần 81. Rồi, thì phương sai nó sẽ bằng cho kết quả của thằng này trừ cho kỳ vọng bình phương. Rồi ha, dễ ha. Ok. Rồi,
Các phân phối biến rời rạc thì mình sẽ có 4 loại phân phối. Rồi mình đi đến loại đầu tiên, phân phối nhị thức. Thì cái này nó là dạng một dạng của công thức Bernoulli. Bernoulli mình chỉ lắc nhắc lại thôi, cộng thêm với những tính chất đi kèm. Kiểu như nó là một dạng mở rộng. Rồi công thức ở đây ha. Rồi, chú ý cái này cho mình. Tính chất. Rồi, mình đi qua ví dụ luôn ha, đối chiếu hai bên để mình hiểu hơn về bài tập. Rồi, lấy 6 sản phẩm từ kho, xác suất lấy được sản phẩm đã đóng gói là 0.4. Trong đó, gọi x là số sản phẩm đã đóng gói. Đề bài yêu cầu tính xác suất lấy được 4 sản phẩm, lấy được 4 trên 6 sản phẩm. Ok, lấy được 4 sản phẩm đã đóng gói. Kỳ vọng và phương xa luôn ha. Rồi, lưu ý ha. Lưu ý là mình không có áp dụng cái... Lưu ý là mình không có áp dụng cái công thức kỳ vọng và phương xa ở trước nha. Cái này là phân phối nha mọi người. Phần phân phối. Rồi. Đầu tiên mình phải xác định cái tập hợp này. Tại vì sao? Mình xác định thì sẽ nhanh cho mình hơn trong việc thế số vào đây tính toán ha. Rồi, đầu tiên x. X bằng 4. Số phép thử. Rồi, n. N bằng 6 ha. Có tổng 6 sản phẩm. Và P, xác suất. Xác suất của biến cố x là 0.4. Rồi. Lưu ý ha, phải đọc kỹ đề bài. Nhiều đề bài nó cho là xác suất lấy được sản phẩm đã đóng gói là 0.4. Tuy nhiên nó lại gọi x là số sản phẩm chưa đóng gói. Tới lúc đó thì mọi người phải trừ ra, mọi người lấy 1 trừ 0.4. Thì sẽ ra cái xác suất chưa đóng gói. Rồi, đầu tiên tính xác suất luôn. Xác suất P x bằng x bằng 4. Lấy được 4 sản phẩm. Thế số vào thôi ha. Cái này thì thế số được ha. Rồi. X n. Rồi. Lưu ở đây x n hai chỉ số đầu tiên 4/6. Tổ hợp của 4/6 nhân với 0.4 mũ x, 0.4 mũ 4 nhân với 1 trừ b, 1 trừ b mũ n chữ x, rồi bằng 2 ha. Rồi cái này đơn giản ha, công thức Bernoulli thôi. Tính kỳ vọng nó sẽ bằng cho mi hoặc là bằng cho n nhân b. NB là hai chỉ số ở cuối, lấy 6 nhân 0.4. Rồi đơn giản. Tiếp theo, phương sai bằng, phương sai vẫn bằng với độ lệch chuẩn bình phương và bằng với n nhân b nhân q. Lưu ý q là 1 trừ b nha. Rồi, thế số vô 6 nhân 0.4 nhân 0.6. Ok chưa? Rồi. Phần đầu tiên dễ ha. Tiếp theo. Phân phối siêu bội. Rồi, cái này nó hơi phức tạp một tí. Tại vì nó sẽ là phép thử trong phép thử. Rồi. Để ý công thức cũng xác định ở đây trước luôn ha. Nó có 4 chỉ số đó. Rồi, thế số và thôi. Phương sai với kỳ vọng, công thức cũng khác luôn. Rồi, xét ví dụ. Kho có 20 sản phẩm, trong đó 5 sản phẩm quá đét. Chủ kho random 11 sản phẩm để tặng nhà vợ ha. Rồi, chắc là tặng dịp Tết. Gọi x là sản phẩm quá đét được chọn. Tính xác suất lấy được 3 sản phẩm quá đét. Rồi, đề bài hơi tàn ác một chút xíu. Hơi tàn ác một chút xíu tại vì cầm cái sản phẩm quá đét này mà qua nhà vợ thì
Sao mà đi về được ta? Rồi, đầu tiên mình sẽ xác định cái tập hợp này thì gồm có bốn yếu tố xn m trên n, x bằng 3, nó là phép thử n11. Rồi, n11, n11, vậy random 11 random 11 thì đây sẽ là cái phép thử nhỏ. Không, mình dùng từ gì cho mọi người dễ hiểu ta? Là cái tập hợp nhỏ trên tập hợp lớn. Không, mình sẽ gọi 20 ở đây. 20 ở đây là phép thử lớn, 11 là phép thử nhỏ ha. Tức là có 20 sản phẩm. Mình book 11 sản phẩm ra và mình thử trong 11 sản phẩm đó. Thì 11 sản phẩm đó sẽ là phép thử nhỏ, mình lấy phép thử lớn ha. Rồi, 5M. M nó sẽ là cái trường hợp nằm trong phép thử lớn, và x nó sẽ là nó chỉ đơn giản là biến cố của đề bài thôi ha. Rồi, N20, phép thử lớn. Rồi, sau khi xác định được bốn yếu tố này thì mình ráp công thức vào thôi ha. Rồi, tính xác suất lấy được 3 sản phẩm quá đích. P bằng x bằng 3. Rồi, thế vô x trên m nè, n chữ m, n chữ m, n chữ x, n chữ m nè, c n trên n. Rồi, nói chung là đừng có đặt nặng ở vấn đề công thức. Chỉ cần mọi người xác định cái này ra thì mình sẽ làm bài nhanh hơn. Rồi, kỳ vọng n nhân m trên n, rồi đối chiếu ở đây thôi ha, cho nó nhanh. Rồi, vx cũng vậy luôn. Rồi, ở đây có một chữ b nữa thì lấy một chữ cho. Đâu rồi, xác suất của tôi đâu rồi? Đây, một chữ b, b trên này. Ok ha. P là xác suất của ba sản phẩm quá đét. Tại vì đang tính phương sai của cái này nè, nên mình phải lấy xác suất của ba phần sản phẩm này luôn ha. Rồi. Tiếp theo. Phân phối nhị thức âm. Rồi, công thức như sau. Tính chất kỳ vọng. Rồi, qua đây mình sẽ nói tại sao mình lại gọi là phân phối nhị thức âm ha. Cho ví dụ, xác suất bốc trúng sản phẩm quá đích là 0.1. Gọi Y là số lần bốc, số lần random. Rồi, trường hợp đầu tiên, bốc đến khi trúng một sản phẩm quá đích. Rồi, tức là có thể bốc được 10 hoặc là 20 lần. Cứ bốc tiếp, khi nào mà xác xuất hiện một sản phẩm quá đích thì dừng cái vòng lặp đó lại. Rồi, đầu tiên rồi, hình như ở đây đề bài thiếu rồi ha. Đề bài nó phải cho là 10, có 10 sản phẩm nữa ha. Rồi có 10, 10 sản phẩm. Tổng là 10 sản phẩm nha mọi người. Rồi. Đầu tiên ráp công thức vào. C bằng R trừ 1. R đây là bao nhiêu ạ? 0.1. À, sorry mọi người, quên R mà. R nó sẽ là 1 ha, N là 10, R là 1 tại vì bốc đến khi trúng một sản phẩm nè, thì R nó là 1. Rồi, tổ hợp của 0 trên cho 9, 0 trên cho 9 thì bằng 1 thôi ha.
thì mình không ghi vào đây. Tiếp theo, nhân với b của r trừ 1. R trừ 1 thì nó bằng cho 0. R trừ 1 bằng 0. Ừ, bằng 1 luôn, không tính. Rồi, 1 trừ b 0.1, 1 trừ b là 0.9 đây. Trên cho n trừ r là 10 trừ 1 bằng 9. Nhân với b tiếp là nhân với 0.1. Rồi. Hoặc là mọi người có thể hoặc là mọi người có thể làm cách như sau. Mình lấy đây cái này. Phần này với phần này mọi người có thể gộp thành một luôn ha. Ừ. Theo cá nhân mình tính thì mình hay gộp thành một á. Cái ví dụ này sẽ cụ thể hơn, mình sẽ nói ở dưới ha. Thì mình gộp thành một tức là sao? Rồi, xét cái biến cố thứ hai. Bốc đến khi chúng ba sản phẩm quá đích. Thì ở đây r bằng 3 ha. Rồi ráp công thức vào. R trừ 1 bằng 2 đây. C2 trên 9 nhân với PR trên 1. Nói chung là ráp vào đây. Rồi thì mình nói hợp là sao? Rồi đây. Mình thường hay gộp lại. Tức là mình không có làm theo công thức á. Thì ở đây nó kêu là chúng ba sản phẩm quá đích. Đúng không? Thì cái xác suất của ba sản phẩm, xác suất của một sản phẩm quá đích là 0.1. Thì mình lấy một 0.1, mình mũ 3 lên thôi ha. Bốc 5 thì mũ 5 lên. Thường thì mình không có làm theo cái công thức này lắm, tại vì hơi dài tí, hơi dài và phức tạp. Rồi, thì cái 7 sản phẩm còn lại thì là đối thôi ha, 1 chữ 0.1. Rồi, mình dựa theo câu B. Bốc đến khi chúng ba sản phẩm quá đích. P bằng 0.1, R bằng 3 để mình tính kỳ vọng và phương sai. Ráp công thức vào thôi ha, ráp số vào thôi. Rồi. Cuối cùng. Cái slide nó hơi bị đơ. Rồi. Phân phối Poisson. Poisson. Với tham số mi là luôn luôn lớn hơn 0, x là số phép thử xảy ra. Rồi. Rồi đầu tiên mình cũng xác định phép thử và mi luôn ha. Rồi công thức E. E mọi người bấm trong máy tính á. Ừ. Để coi. Đối với máy Casio 580. Để mình coi, bấm shift 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 là in, shift in dòng thứ hai ở ngoài cùng bên phải, shift in thì nó sẽ ra e. Rồi đối với phân phối này thì xác suất đối với phân phối này thì kỳ vọng với lại phương sai nó bằng nhau và bằng với mi luôn ha. Rồi lưu ý mi nó sẽ bằng n nhân p. Rồi nhận biết, đây là cách nhận biết cái phân phối Poisson này. Rồi ha, cái này để nhận biết dạng thôi ha. Nhập 1.000 sản phẩm mới vào kho, xác suất có sản phẩm quá đích là 0.005. Tính xác suất có 60 sản phẩm quá đích. Rồi, mình sử dụng phân phối Poisson khi n lớn hơn 50. Mình thấy n ở đây là bao nhiêu ạ? 1.000 ha. 1.000. Rồi. Tại vì theo thông thường thì mọi người sẽ sử dụng phân phối nhị thức. Tuy nhiên n ở đây nó lại lớn hơn. N nó lớn hơn 50 cho nên mình phải sử dụng Poisson. Rồi ở đây nó có 4 phân phối thì để cho mọi người nhìn vô xác định được mình nên sử dụng cái phân phối nào thì nó đều có cái dấu hiệu của mọi người.
Rồi. Ở đây thì dấu hiệu của phân phối nhị thức cho n nè, cho p nè, cho x nè, trong đó n, n nó bé hơn 50 thì mình xài nhị thức nè. Rồi. Phân phối siêu bội thì đơn giản ha. Phép thử trong phép thử. Ừ. Nó cứ dài dài là phân phối siêu bội á. Rồi phân phối nhị thức âm. Nó sẽ là búp cho đến khi một cái yếu tố gì đó xuất hiện. Ừ, dấu hiệu là như vậy. Còn phân phối Poisson như mình đã nói thì nó cũng như là nó là một trường hợp với lại nó tương đương với lại phân phối nhị thức. Ừ. Chỉ có cái là n lớn hơn 50 thì mình sử dụng cái phân phối Poisson này để dễ tính hơn. Rồi ha. Quay lại ví dụ áp công thức là px bằng 60 ha. Rồi nó y chang như cái ở trên kia luôn. Chỉ có cái là mình phải xác định cái phân phối Poisson nào, bởi vì cái kỳ vọng phương sai của mỗi cái phân phối nó khác nhau á. À, rồi. X bằng 60, rồi lấy C tổ hợp của 60 trên 1.000 nhân cho xác suất của trường này, rồi lại nhân cho trường này. Ừ, thì theo như phần nhị thức thì làm như vậy. Ừ, thì thấy nó rất là dài ha. Rồi, cách không dài ở đây. Ha. Thì sẽ xác định Nguy bằng N nhân B. N bằng 1.000, B bằng 0,005 bằng 5. Rồi, nếu theo tính theo phân phối Poisson, lấy E trừ 5, trừ Nguy, Nguy bằng 5 ha. Rồi nhân với Nguy mũ X, X bằng 60, chia cho 60 giây thừa. Rồi, nhanh chóng ha. Rồi, kỳ vọng bằng phương sai bằng mi luôn. Rồi, làm theo cách này nó rất là nhanh chóng mà ha. Rồi thì đó là kết thúc của buổi 2 ngày hôm nay, kết thúc biến rời rạc ha. Thì trong buổi sau mình sẽ nói tiếp về biến liên tục. Thì hôm nay mình không có bài tập cho mọi người, tại vì mình để dạy xong biến liên tục, mình sẽ đưa cái bài tập luôn ha. Rồi, chắc là mọi người vui lắm chứ gì. Rồi, như cũ ha. Khi do để liên hệ mình. Rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúng mình kết thúc tại đây ha. Bye bye.